Phận nguyện sàn đầu cũng để cho thần tài cái địa, nhưng mà con chúc mừng cho bà con mình miền Nam miền Bắc về nha. Miền Nam ngày nay rực rỡ, tiếp tục quá rực rỡ luôn nha bà con. Không để không cho bà con miền Nam mình về quá trời rực rỡ luôn rồi nha. Bữa nay bà con mình miền Nam về xăm lên lọc thuốc thì về đầy đủ hết luôn nha. Ở siêu chủ thì không có về, nhưng mà về lọc tài cho bà con mình mấy lô luôn nha, ba cũng lô quá trời luôn miền Nam mình luôn nha bà con. Bạn Nguyễn Lê Hết thì thắp nhang xin lọc anh tài lại cho bà con mình ngày mai nha bà con, mai thứ tư mùng 9 tháng 8 năm 2023, xin cái lọc tài cho bà con mình lại ngày mai nha. Cúng cho ổng tiền nhiều nhiều tiền Việt Nam nữa, ổng đi ổng khỏi đội tiền bà con ơi. Tài cho bà con mình trước cái đi là ông Nguyễn tâm sự bà con mình sao nha. Phật không phòng viện thi hết nay ngày 1 tháng 8 năm 2023 cũng cho thắp nhang bánh trái dừa nước tiền vàng bạc cũng đã lễ cho ông thần tài thổ địa chỉ lọc cái tài ngầm qua ông cho con cái lọc cái tài tên xe xăm là 68, lọc thuốc là 567. Con nói lấy cho bà con mình cái lọc cái tài là 56 và 67. Thì nay về miền Nam miền Bắc rồi đủ miền Trung thì hôm nay ông cho miền Trung quá rực rỡ rồi, thì nay miền Trung không có cũng chỉ buồn cho bà con mình ở miền Trung nha. Rồi con xin gặp lại tài thì cái ủ hôm qua có ông cho nhân ông con rót cũng xin lại lập tài mới là lập tài có đồng tài ông thổ địa cho mình ngày hôm qua là bà con ngày 8 tháng 8 năm 2023 tên thẻ xăm là 68 và ông Nguyễn Lê Hết có để 86 đó bà con có quýnh đảo đó, con quýnh đảo ông Nguyễn còn không có để ý số 86 có gì hay không nha, nhưng 68 có về đời thứ ba một lô nữa bà con. Còn tên lọc thuốc thì ông đồng tài thổ địa cho mình 587 nè, chiều về 967067 bà con ơi. Thì ba càng lô siêu chủ không có, nhưng mà lô thì còn Nguyễn Tư Hết có lấy cho bà con mình là con 56 và 67, chiều 56 về một lô, 67 về hai lô. Thì cũng chúc mừng cho bà con mình miền Nam về quá rực rỡ luôn, và cũng là 68 cũng có về luôn, cũng cộng 4 lô về cho bà con mình đầy đủ nha. 68 67 và 56 cũng có về luôn. Còn bà con mình miền Bắc thì cũng về được lô 67 luôn bà con ơi. Thì cũng chúc mừng cho bà con mình ở miền Bắc, nhưng hôm nay mấy bữa nay không có về lọc tài, nay của miền Bắc có về lọc tài. Thì chúc mừng cho bà con mình miền Bắc là đã lọc tài rồi, thằng đưa sau để cho mình về nha nha. Thì giờ Phạm Nguyễn để được đi phước rồi, xin lọc tài lại cho bà con mình ngày mai là ngày 9 tháng 8 năm 2023 nha bà con, ngày thứ tư cho bà con mình. Xin
tại trong đưa nước lớn trên đi, ông cần tài trong bị ông hút, ông cho con cũng đã lọc là con mình lọc cái tài nhà ngày mai nha ông, ngày 19/8/2023 cho bà con mình là ngày thứ tư, cho bà con mình cái lọc cái tài ngày mai về bà con mình lọc tài tiếp tục nha ông, ngày ông cho được lỡ nha. Tin thuốc ông vừa cho bà con mình ăn quá rực rỡ luôn rồi miền Nam rồi. Ông giờ ông hút thuốc đi cho con bà con mình cái lọc cái tài lại ngày mai. Rồi con xin cái lọc cái tài lại cho bà con mình mới tránh mình mà miền Nam chịu có miền Trung tối miền Bắc. Về rực rỡ bà con mình nha ông, mấy ba miền nhiều đầy đủ hết đi ông ơi. Giờ bà con liền cũng chúc mừng cho bà con mình ngày hôm nay. Tên lọc tài trên miền Nam thì cũng có về đầy đủ trong cái lọc cái tài tên thuốc của ông đổ địa cho hôm qua phòng huyện có lấy cho bà con mình 5/6 và 6/7 thì ngày hôm nay 5/6 và 6/7 chiều ba lô đầy bánh tre cho bà con mình cho bà được rỡ luôn, và còn 6/8 tên thể xăm thì về bên đây Bạc Liêu. Miền Trung thì nay không có về cho chia buồn bà con mình miền Trung bữa nay nha. Còn miền Bắc thì chúc mừng cho bà con mình miền Bắc luôn, không về được lâu 6/7 và có ông địa cho luôn bà con mình luôn. Ngày mong là ngày nay giờ phòng huyện cũng mua bánh trái giờ nay cũng ông dừa nước dừa cho uống cho nó mát nữa bà con ơi, bánh ông ăn bánh ông uống nước dừa cho nó mát cho bà con mình cái lọc cái tài ngày mai. Cầu ông thọ địa thằng tài linh thiêng cho bà con mình lọc tài lớn về cho ngày mà con mình ngày mai ngày thứ tư nha bà, ông địa ông thằng tài ơi. Dạ con mời ông thần tài ông thổ địa tại miếu đây, dạ ông thần ông thánh thổ thần thổ địa nước đai chân trạch của quyền thực tổ là ở nơi đây, dạ đây ông bánh ông nước cùng miếu ông thần tài ông thổ địa ở đây cho con phần quyển tây ết xin lọc cái tài tên thiếu thuốc công ty sổ số kiến thiết miền Nam ngày mai là ngày thứ tư ngày 9/8/2023 dương lịch cho bà con bá tánh mình được rõ tên miền Nam có miền Trung tối có miền Bắc về cho bà con mình nha ông ơi. Con xin lộc xin tài cho bà con mình, cúng nhân đạo thế cho bà con mình. Năm nay năm nhận ai cũng mặn ăn khó khăn quá trời ông ơi, mặn ăn cũng ba chụp nhán không, bên bất động sản cũng đóng băng, thì bên công ty xây dựng này kia cũng thất thoát là không có làm lụng gì được hết nên là ai cũng thất thoát đó hết. Còn các công ty thì cho công nhân nghỉ quá trời nhiều luôn mà ai cũng khổ hết. Cũng nhờ cái lọc cái tài có ông thần tài ông thổ địa để linh thiêng cho bà con mình thì có đồng ngân xây sở ông ơi, chứ ngày nào mà con không có lọc cái tài thì con cũng khổ, con cũng buồn lắm, con lo cho bà con anh em mình lỡ thua cũng tội nghiệp cho bà con mình ông ơi, nên con cầu nguyện ông thần tài ông thổ địa để linh thiêng cho bà con bá tánh mình cái lọc cái tài để về hàng ngày cho bà con mình có tài có lọc về tới miền Nam nha ông, cho cô nhân đạo thế cho bà con mình ông ơi, miền Trung miền Bắc miền chiều miền nào cũng có lọc cái tài về hết đi cho là bà con mình rồi nha ông. Còn vợ con xin ông thần tài ông thổ địa để linh thiêng chúc cho con cái thể xăm này về cho rực rỡ bà con mình ông, hai ngày là thể xăm về đầy phụ không à, thì bữa nay con xin ông cho bà con mình về thể xăm cho lớn lên là để về đầy miền Nam mình nha ông, về đầy mai để tránh cho nó rực rỡ cho bà con mình nha ông. Ngày hôm nay thì con giờ con cầu xin ông thần tài ông thổ địa để linh thiêng rút cái thể xăm cho bà con mình cho bà ngày mai về đầu đuôi rực rỡ cho bà con mình đi ông thần thần thổ địa ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi giờ phận nguyện công TVS thì xin đọc tài cho bà con mình tên thẻ xăm nha bà con, thì bà con coi trên kênh phận nguyện TVS nhớ hàng ngày hình đón xem chắc 8:30 tối phận nguyện sẽ đang đưa video lên cho bà con mình nha, cho bà con mình đón xem trong video của phận nguyện TVS thì coi nhớ nhấn cho mình nút like nút đăng ký nha bà con. Đừng có bà con khi bà con tua qua bà con cơ sơ sơ xong bà con không có chăm chỉ vô trong cái lọc tài con phận nguyện tiêu hết sinh để cho bà con mình, thì bà con quýnh số nào cho chuẩn số đó thì chung là thật trúng thì do tài do mình nha. Thì khi mà ra mình lọc tài mình phận nguyện cũng có phiên cho bà con mình cái lọc cái tài bà con mình quýnh, bà con mình quýnh cũng cho bà con coi, bà con đừng có tua qua nhiều quá, bà con cứ xem từ từ thì phận nguyện sẽ hướng tất lọc cái tài cho bà con mình. Thì giờ thôi giờ phần quyển cũng nhớ xin anh chị em bà con mình nhớ ủng hộ phần quyển tây vết và một nút đăng ký và một nút like.
để chia sẻ cho anh em chị em nhiều tơ để xem tới kinh phân huyện Tây Bắc, để cho phần huyện Tây Bắc có tinh thần để làm phi giáo cho bà con mình, xin lọc bên tay cho bà con mình hàng ngày nhé. Nam Mô Di Đà Phật. Và phần huyện cũng tâm sự với chị em anh em bà con mình cũng xúc định vậy rồi, thì tôi chứng mong rằng anh em chị em có tới kinh phần huyện Tây Bắc thì mong chị em anh em để ủng hộ kinh phần huyện Tây Bắc, để cho phần huyện Tây Bắc có tinh thần để làm cư giáo hàng ngày cho sinh lọc hiện tại cho bà con anh em chị em mình hàng ngày cho anh chị em ơi. Rồi mong rằng bà con mình ủng hộ kinh mình phần huyện Tây Bắc nha. Giờ thôi phần huyện Tây Bắc cũng phiên rằng làm anh chị em chơi thì cũng chơi nhỏ nhẹ thôi, cũng đừng mình ví dụ tại năm nay mình bằng ăn cũng rất khó chị em ơi. Có dịch ruột hả? Dịch trời kìa. Để đi ruột nhá. Ừ. Thế còn được không? Khó gì á. Khó vậy. Có cần đi hả? Giờ bà xin để xin lọc tài cho bà con mình nha. Bắt cái đèn lên. Để phần quyển của hết trang trái không thằng tàng thổ địa đi lắc thái xanh này cho bà con mình cái lọc tài ngày mai nha bà con. Nam Mô Di Đà Phật. Con phần quyển Tây Bắc nay con ngày 8 tháng 8 năm 2023 con xin tin ông thằng tàng thổ địa để linh thiêng phù hộ cho bà con mình ngày mai là ngày 9 tháng 8 năm 2023, là công ty sổ số kiến thiết miền Nam là ngày thứ tư, cho bà con mình ngày mai cái lọc cái tài về thanh thái xanh này được rỡ mà ngăn ông. Ông cho con xin cái lọc cái tài nào cho bà con mình, cho con lọc tài về lớn lời con cũng lớn, cho lì lọc tài nhỏ con cũng tài lễ nhỏ. Ông cho thằng tài ông thổ địa mong tinh hệ linh thiêng để cho bà con mình cái lọc cái tài tinh thể xăm này nhân ông. Nam Mô Di Đà Phật. Cái thể xăm thái bay nghe cái dẻo luôn bà con ơi. Này phần xăm cũng nằm dưới ngay chỗ dưới đất, dân đất luôn rồi. Nhờ phần nguyện để làm cái thẻ xăm lên để chưa cho ông thần tài ông thổ địa nha, và chứng cho mình cái lọc cái tài nha bà con. Nhờ con xin lọc cái tài có ông thần tài ông thổ địa linh thiêng cho bà con cái tánh mình, và tánh mình một cái lọc xăm này, mong rằng ngày mai sẽ cho bà con mình đầu đuôi được rỡ nha ông. Ngày mai thứ tư rồi như đây nào quên mà. Cũng không có chơi số nên cũng không có biết rành gì, ngày thứ xin hoài mà cũng quên hoài luôn á bà con. Thôi thì mình ở miền Nam đi thì tài nào ông cho về cái đầu đuôi tài nào cũng được hết trơn, người mình cũng hưởng nha bà con. Thì chiều có miền Trung có miền Bắc, giờ Nam Mô là bà ông chứng minh lễ xâm này về cho bà con mình nha, thằng thằng tao địa ơi về lọc tài lớn nha ông. Rồi giờ phần nguyện ít quay cái tài xâm lại cho bà con mình, lọc tài con thằng thằng tao địa cho mình. Ngày mai là ngày 9 tháng 8 năm 2023, lọc tài gì đây bà con? Trời ơi, số 6. Còn con số gì nữa đây? Rồi, số 4 bà con ơi. Chú ếch lớn 64. Nguyễn không có chơi số đề nha bà con, mà biết số có ếch lớn luôn bà con. Rồi, mong rằng cái số 64 này ngày mai sẽ nổ tưng bừng khói lửa trên đây công ty số cũng thiết miền Nam mình nha bà con. Bà con cũng cùng với phần quyển Tây Bắc và gian giới tăng tài thổ địa linh thiêng cầu quyển nha bà con. Nói chung là mình làm cái gì mình xin tộc xin tài mình phải có cái tâm bà con ơi, để cho thần thánh để cho cái lọc cái tài về cho bà con mình nha, chứ còn mình đừng có cúng giấy qua lo không là không có được nha bà con. Cái gì mình phải có cái tâm thì cúng ông bà mình mới có lọc cái tài được như hàng ngày nha bà con. Để phần quyển ghi cái lọc xăm có thằng tặng thổ địa cho bà con mình ngày mai nha, thằng 64 nha. À, 64 là 46 bà con mình có quýnh đảo thì phần quyển đi ghi số đảo cho bà con mình nha bà con, quýnh số đảo rồi con quýnh nha bà con.
Giờ ông thân sợ ông thổ địa ông hút vào hơi thuốc nữa rồi phần viễn tiêu hết. Xin lộc tinh tài cho bà con mình nha. Anh chị em nếu có vô la Zalo kính thì vận nguyện chúc cho cô vô kính cho bà con anh chị em mình độc thủ về các bà con. Nói chung mấy hai ngày nay liên tiếp chúc bà con mình ở Cà Mau anh chị mấy chị ở đó đó nha. Và độc thủ ngày hôm nay mấy ngày nay về suốt luôn về ngay độc thủ luôn nha. Hôm nay là chúc cho bà con mình về con 82 về độc thủ quá rực rỡ, con 82 mình về rực rỡ luôn bà con mình luôn bà con. Tối tại miền Bắc thì cũng được một lô chúc cho bà con mình, anh chị ở miền Bắc 74 thì cũng có về cho bà con mình nha. Zalo kính thì rất là chúc cho chị em mình rất là ok nha. Thì nói chung Hồng Nguyễn mong anh chị em có ai vô chơi lao kính chơi thì cứ liên hệ với số Zalo của Hồng Nguyễn tôi hết, còn nằm ở dưới phần mô tả đó, có để dưới thì cứ cho Hồng Nguyễn chốt cho anh em chị em chơi, chứ Hồng Nguyễn tôi hết không có nhận phí nhận bọng gì hết, tên của anh chị em nha chị em. Thì chốt cho anh chị em bà con mình chơi có kinh chơi qua có tầm ngân để xây sở thôi, chứ còn Hồng Nguyễn là không có thu phí thu bọng gì có anh chị em hết nha. Anh chị em có chơi có trúng thì nếu mà anh chị em có lòng hảo tâm cúng ông bà mua đồ trái cây nhan khói nhan đèn để trả lễ cúng ông bà thì gửi cho phần gửi về mua phần tài khoản của ông Phần Nguyễn Tuyết, thì Phần Nguyễn Tuyết sẽ mua đồ cúng giùm cho anh chị em cô chú ở gần xa, chứ còn Phần Nguyễn cũng không có cầu xin đòi hỏi gì, thì theo lòng hậu tâm có mấy anh mấy chị ở gần xa cúng ông bà có lộc có tài về cho mình thôi nha. Thì nói chung là Phần Nguyễn cũng nói vậy thôi, cần thì tùy theo lòng có hậu tâm có mấy anh chị. Còn giờ Phần Nguyễn lấy ít để thỉnh cái lộc cái tài tên điếu thuốc không địa nha bà con. Giờ ông cũng gần hơn ở điếu rồi, con xin cầu nguyện đồng tài ông thổ địa, ông thổ địa ông hút thuốc rồi ông cho con xin cái lộc cái tài tên điếu thuốc ông nha ông, giờ cho con thỉnh cái lộc cái tài của ông nha ông. Ngày mai sẽ nổ tưng bừng khỏi lửa, nhưng ngày mấy ngày hôm nay nghe lộc của ông về mấy ngày nay hôm nay tưng bừng khỏi lửa ở miền Nam mình là rất là ngon tốt nha ông. Thì ông cho con ngày mình thỉnh lộc tinh tài tên điếu thuốc ông nha ông địa ơi, mô Phật. Con thỉnh xin lộc thuốc của ông hay dẫn quan cho con xin lộc chính tài nha ông. Ngày mai do cái dòm cho rõ ràng cái lộc cái tài của ông cho bà con mình để con chốt cho bà con bác thánh mình ở miền Nam có lộc cái tài gì lớn nha ông đi ơi. Ông cho con cái lộc cái tài thì con cầu nguyện ông sẽ cho cái lộc nổi lên cho rõ chính xác con chốt cho bà con nha ông đi. Số gì đây mà mới phòng gần cây hết mới để vô thấy đậm đậm đen bà con. Ông cho con xin lộc tinh tài cho ông nhận con số lên cho đỏ cho nó rõ ràng cho con. Chúc bà con bá thánh mình ngày mai cho được rỡ cái lộc cái tài của ông nghe không được. Như ngày hôm qua vậy đó, không cho cái số lộc cho nó rõ rất là rõ như ngày hôm qua nghe không. Phần Nguyễn Tây Bắc sẽ qua bên chiều hướng bên đây có lộc có tài cho bà con mình không nha bà con. Để em xét cho kỹ cái lộc cái tài ông địa cho để chốt cho bà con mình được nha. Không có lọc tài bà con đi quay qua chiều này bà con ơi.
còn số này sao đậm quá mà cũng khít khít nhau không nè, con Nguyễn chưa thấy được rõ cái lọc con để không cho mình nữa bà con. Cầu xin ông thần tài ông thổ địa linh thiêng phù hộ cho con cái số lộc cái tài con cho hiện lên cho chính xác cái lộc thuốc đi ông. Nhà ông khai nhận quan cho con thấy lộc cái tài con cho bà con bá thân mình cho rực rỡ nha ông. Nam mô Di Đà Phật. Có hàng số này rất là ngon lắm nè bà con, mà hàng số này bạn Nguyễn dòm thấy cũng mà còn ảo ảo nè, nên bạn Nguyễn thấy hết cũng chưa có để chăm chốt cho bà con mình đó, tại sao nó mờ mờ làm sao đâu á. Bạn Nguyễn gian giải ông thần tài ông thổ địa cho mình hiện lên cho rõ đi, hãy Nguyễn thì hết mới chốt cho bà con mình được nha. Con xin cầu nguyện thần tài thổ địa linh thiêng cho con hiện con số lên cho chính xác đi ông. Con chúc cho bà con quá thánh mình ngày mai cái đọc tài về cho rực rỡ nha ông thầy ơi. Nam mô Di Đà Phật. Giờ Phan Nguyễn quay qua chiều này Phan Nguyễn con thấy có lọc có tài này nha bà con. Số này còn mờ quá, trong cái quần đậm này có hàng số mình thấy không rõ, quá đậm luôn rồi mất luôn.
cho cái lọc cái tài thành lọc thuốc này. Sao số này nó kỳ kỳ, thấy nó sao sao đâu á ta. Ông Quyển công nhận là sinh từ hôm đó nay. Bữa nay là cái số con đề ông cho là số này nó ảo số ảo luôn á bà con. Tôi một nồi này đây mà không nhìn không thấy được con số rõ luôn á. Kỳ vậy ta. Em có qua chiều này cái bà con ơi. Chiều này có lọc nè bà con nè, ông Nguyễn giờ bây giờ quay chiều này mới đúng chiều mới số họ ông mới có được đúng nè, bây giờ cứ quay vòng 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 không nè, nè. Ông Nguyễn để chỉnh lấy nét lại cho con mình nha. Số đằng sau này là con số 5 nè bà con nè nha. Ở đằng sau này là con số 5 nè, nó rất là bự nè bà con, nằm đằng sau cuối cùng nha. Quá trời bên này chó nó sủa quá trời sủa. Rồi giờ ông Nguyễn cũng chốt cho bà con mình luôn, đây là một con số trước ra cái đầu này là số 6 nằm bằng xước này nha bà con. Nằm số 6 nha. Còn tính giữa này là con số 8 nè, số 8 rất là đậm nằm giữa ngay đây nè. Nhìn kỹ như theo dõi bạn của Văn Nguyễn tôi hết nha. Rồi giờ Văn Nguyễn chốt cho bà con mình là ngày mai sẽ thần tàn cô địa cho bà con mình cái đọc cái tài. Xin số chủ là 685 nha bà con. Rồi bà con mình là 6885 thì ngày mai mong rằng là cho bà con mình về lọc tài về xóa càng số chủ với bà con mình nha. Rồi bà con hai con thì phần nguyện để cho bà con mình 68 và 85 nha. Con Nam Mô Di Đà Phật, con xin con thần tài ông tổ địa linh thiêng để cho bà con mình cho lọc cái tài tính thế thuốc này có không nha ông địa. Mong cái lọc cái tài tên lọc thuốc này là con 685 có không cho nghe không. Bà Nguyễn xin để xin chủ cho bà con mình luôn nha, 685 luôn nha bà con. Bà con có quýnh xin chủ là bà con quýnh nha. Còn bà Nguyễn thì xin ra hai con là 685 cho bà con mình nha. Cũng những cái lọc cái tài tên sẽ xăm giờ tên đầu lọc thuốc có thằng tài nó bị xả xong. Bây giờ bằng Nguyễn cũng ghi ra tấm tiền nhận bạc để cho bà con bá tánh mình ở miền Nam Trung Bắc nha bà con. Rồi đây ngày mai ngày mùng 9 tháng 8 năm 2023 lọc cái tài của bà Nguyễn Thế Hết
ghi cho bà con mình nha, là tên miền Nam Trung Bắc nha bà con. Còn Lộc Sâm con tài ông thổ địa cho mình là con 64 nha. Thì phận huyện Thái Bớt cũng có để cái lót cho bà con mình là 46 nha, bà con là số đảo nha, tại vì sâm thì nó có âm dương cho nha, cho để cho bà con mình số đảo là 46 nha. Còn Lộc Thuốc là ông thằng tặng thổ địa cho mình là phận huyện Thái Bớt cũng ghi sổ chủ cho bà con mình luôn này nha. Sổ chủ là 685. Còn hai con là phần huyện Thái Bớt lấy cho bà con mình 68 và 85 nha. Con xin cầu nguyện ông thần tạng thổ địa linh thiêng phù hộ cho con trong cái lộc cái tài này. Ngày mai là 64 và 68 là 85 này về rực rỡ đầu đuôi bà con mình ở miền Nam cho rực rỡ nha ông. Con xin đốt tiền vàng bạc cho ông thần tạng thổ địa cho bà con mình rực rỡ cái lộc cái tài nha ông. Con xin đào Phật. Để phân quyển đốt tiền vàng bạc cho ông thần tạng thổ địa bà con ơi. Cho ông tiền ông xài hàng ngày bà con ơi. Tiền cho ông có tiền đi rồi với cho lộc cái tài mai cho bà con mình năm cho 685 này về bà con mình cho bà con mình chủ bữa đi ông ơi. Còn ai mua kiếm thiết thì 685 bà con mình mua nha bà con, 685 số đẹp đó bà con. Thôi phần quyển tay gót cũng kết thúc cái video đây nha, xin lộc cái tài cho bà con mình xong rồi. Giờ hẹn gặp lại bà con mình chiều ngày mai 8:30 tối ngày mai để Phượng Nguyễn đưa video lên và gặp bà con mình tiếp tục nha. Con nhớ ủng hộ Phượng Nguyễn thì hết mà nút like, nút đăng ký nha bà con. Chia sẻ cho anh chị em nhiều để có kênh Phượng Nguyễn thì hết nha. Chúc bà con ngày mai sẽ may mắn như ngày hôm nay nữa, ở miền Nam mình rực rỡ như ngày hôm nay nữa nha. Máy bay bà con mình nha.